tiết sợ bầu ai để dương miền ca ọp rung chật anh nâng ai anh cứ chếp tiết này sẽ đầy sọc mến to đạp tiết nâng thông tiết nâng miền tầm lây hơi và gọt chế thà ao dương bàn sọc tiết ná khlâm xa về trong lại thà nẹ để nâng nâng tiết nâng bàn sọc rửa ọt to để miền thua nông khá lưu tiền bố rương cháu ná đây à vay rơ mê rô nông chết nâng ai phơ mình ai bàn sọc dân dân trời miền à cương ca tia mê rô nâng hay công chư tôi dân lúc à cam vị thi à game à lên xây tranh ở tới dân đã à cam vị thi miền bị giàu ít máu cái nâng à nâng cứ priết ban tiền cái nông dị vật bao dân dân le bóng nơi à cương sự văn cương nhiên là bay giờ múc ấy xây xây dân lúc tranh thôi nãy dân lục chánh à cam bị thi nó lục chánh ta hay dân rô cam bị thi lo lo rồi chia lục cu nè cứ mau sắc xa cứ cao xa ấy nó cứ thở chia ca để tới sắc xa không cam mà bị thi ọp rôm chết luôn phong hay này nằm sờ phong hay bàn mau sắc xa không phổ biến tới sát na tiệt anh nói cứ rô cam bị thi lo dốt mọc đắc công chịu tua dân á cứ chết rồi bao dân chịu tua công chịu tua nè ở về miền cam bị thi lo tới nâng ai anh chẳng tìm phát dân ban bị giao nơi con ông chỉ vết rồi vào dân dân mình chạm bạch tiêm tia thì cái đây sẽ lạnh thì nẹ được tây tế xong rạp luôn dân mình nẹ đây sẽ lạnh luôn ai anh cứ cực con xong rạp ruột xong rạp sóc xong rạp ruột phát chạy tục hơi hay thăm mà đá thì cao nay dân kia mình nụ lọ hơi dân đừng miên mệt phẹ lọ lọ thì mình khoa tê mình nụ tê và đá sẽ lạnh rạp an dân đây chia bột cuốn lọ nâng cư thà, các nông đầm đai chỉ vết miên sọc phẹ mong quân bộ phật tư hình chân chân cư thà nơi các nông ca để dân trời sở lãnh khá luôn ai nhí dân có trời chết sở lãnh đòi nẹ đợt tì phong đá hơi các nông ca để sở lãnh nẹ đợt tì cư các nông cũng nít bởi dân trời ở dưa thà nẹ đợt tì để ai bàn sọc cư to ta chỉ nẹ đế miên của sao là thua chỉ tì bần liếc băng nơi ông bơ ạc rõ nông chỉ vật nâng chân dân trời che sờ lạnh nhẹ được tí che chui ở mệt phe ban sắp đập thua chui ở mệt phe ban sắp đập phe lo lo nằm bay miên xa ở đây phe dưới xa mây ấy nâng cả đời cứ thả mệt men chỉ riêng để dân trời lên lia ấy cái này thế vấn đề dân của buôn cái này là xa xa cướp sĩ kha bọt lo on na bị cha rồi na mui mui mới tiền rui thoát bị tốt tốt chẳng phơi lốp chẳng phơi thua không sĩ ca bắt chẳng pram nâng hay dân miên ở bao sắp tới xe tiết đừng bây ọp rung chết nâng ở căn để bà xa lăng sợ bái á ruột nơi sắp ngay chỉ mùi khi nâng vô phút xa xa sợ bái trong để ọp rung chết ở ban thì đây sốc rồi hốt đó tôi kỳ sẽ đây tha nên tia rương đi rương nụ đây mà đu dân chết xin đàn mình trời khi nế ná ai thì sắp bà rõ mà nẹ sợ xa dân nà nà đây quát mình vô mà rồi mà sai nẹ nên tia có dân mình ai tự bật mọt quạt bàn thế cơ bản tay nè dân tiên toát chỉ mùi nó ngồi vạt là bao phủ bột bà dân phơ trâu hơi ai kê nì dây tự mình chăm bách to to thế bà tha miên ở các ai nâng nai nom hai phơ đầm bây tha chui cầm ai nè được tí nâng vô chả lắm ấy tự tam nâng chăm thơ bàn tay dân ruột nâng miên thì cái đây sóc chỉ nít dân mình men vô cờ sai phne chỉ ba nẹt đợt tê mau chỉ kêu vô chỉ cái đây là o rồi ba dân tê quân là thua ông pơ để dân thua to luôn dân cứ chia đầm nai chỉ vết rồi ba dân tê rốt chỉ cái đây sọc cứ ông pơ để dân thua nó sùng khăm men tê nữa tiền tiền luôn dân tiền cầm cua xa tiền phải tê chiết tiền phải sa sơn a tiền bị phục lộ cứ tới ban từ tua phải giáo ông pi càng nghe để dân thua ca nghĩa nó sầm khăn mê tên nè bởi cho nên dân vừa là hơi dân ạc chân lê thơ ấy gọt thơ đây ai ta chưa phải giàu thơ ấy gọt thơ đây ai ta bàn trầm trời ạc chăm bạch tiêm tiêm phò tọp xa nông thế cứ dân sầm bài chất chứ mùi nó ngầm phơ lọ thì dân bàn thơ ca tư chứ sầm mà thị á miền tây tệ miền ba môi chia miền thì cái đây ngọc từ ba sự thi miền sọc hạ nông chết miền ê cả cả ta phục vật tư nức rồi lức khơi nhầm phơ lọ để bàn khá luôn để khá luôn bàn phơ nâng ạ ta xa mà hồi nào cứ thà bộ hạt nô nẹ bà đây chỉ nẹ bàn xâm lăng khơi nơi bà giao rồi bọc luôn ai ta xa mà hệ
ปานิตาปาวซอสัมปัสสังอัตตมัตตนาจังព្រោះហេតុនោះអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតដែលបានសម្លឹងឃើញពីយោចរបស់ខ្លួនឯងហើយក៏ក៏បីជាអ្នកថែរក្សាខ្លួននឹងឯងក្នុងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីសុខដូចជាក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទ ក្នុងសារទួសម័យយើងខែនឹងមេឃមានភ្លៀងមានអីបើថាពេញបូរមីខែក៏ដឹកអីចឹងទៅក្នុងសារទួសម័យគឺថាច្រើនតែមេឃស្រឡះកាន់តែស្ងាត់កាន់តែតិចយប់ជ្រៅគឺថាសភាពនៃចិត្តនឹងមនោរម្យណាស់ក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងអំពើល្អដែលបានធ្វើហើយចឹងពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់ចឹង គឺថាយើងស្ថិតនៅក្នុងប្រធានបទមួយគឺការស្រឡាញ់ខ្លួននឹងសំខាន់ណាស់នឹងឯងយើងត្រូវចេះពិចារណាក្នុងការដែលស្រឡាញ់ខ្លួននឹងឲ្យចំចំណុចដែលយើងត្រូវស្រឡាញ់គឺសេចក្តីល្អនឹងឯងឲ្យបានទៅជានិវេនាំជីវិតរបស់យើងឲ្យរួចផុតអំពីរឿងអាក្រក់សពបែបសពកាជួបប្រទះតែរឿងល្អល្អរហូតដល់ទៅបានព្រះនិព្វានដែលជាទីបំផុតនៃសេចក្តីទុកសូមអនុមោទនី អសបរានមេងលៀងជួយលោកអ្នកមានកូនតាមប្រាថ្នានឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាភ្លើងភេអាកតេកែរូបឬដងបាទូលីមួកប៉ឹងលៀននឹងធ្វើឲ្យយុវវ័យជើងមានផលិតផលអាហារបំពន់និងអសបរានដូចជាស្រាអសបរានចំណាំងឈើប្រភេទស្ងោស្រាសមុទ្រស្ពឺរ៉ូរីណាដំណាប់ផ្លែឈើសម្រាប់ការបត់ជើងនិងសម្រាប់ទម្ងន់តែបេតុងសុខភាពនិងកាហ្វេសុខភាពអាកតេកែរូបដូចជាទឹកនំផ្អែមលឹះឈាមស្វាប់មួយចំនួនខ្លួន រោគស្ត្រីទូទៅមហារីគ្រប់ប្រភេទខ្លោមលូនខ្សោយផ្លូវភេទអត់កូនក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃឈឺសន្លាក់ដៃជើងនិងថ្លើមគ្រប់ប្រភេទខ្សោយបេះដូងស្គមរីងរៃហើយហត់អស់កម្លាំងហូបមិនបានសម្រាប់មិនដួលឬដងបានទូលីមួកនិងជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទទៀតសម្រាប់អ្នកដែលមិនឈឺក៏អាចប្រើការពារទុកមុនគឺធ្វើឲ្យសុខភាពកាន់តែល្អរឹងមាំ បាទលោកអ្នកចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយលោកអ្នកមានសុខភាពរឹងមាំហើយល្អប្រសើរនោះត្រូវប្រើជាចាំបាច់ឱកាសពិសេសទិញពីឈុតថែមជូនមួយឈុតលោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈផេកផ្ទាល់ឬក៏អ៊ីនបោះក៏អាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងក្រោមនេះអោសុតបរាណមេងលៀងមួយឈុត12,000រៀលឬ30$ទិញពីឈុតថែមជូនមួយឈុតដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃសារ៉ៃសមុទ្រស្ពឺរ៉ូរីណា45$ក្នុងមួយកំប៉ុងទិញមួយថែមជូនមួយ ទិញ2ថែមជូន4កំប៉ុងដំណាប់ផ្លែឈើ25$ក្នុងមួយប្រអប់ទិញ3នៅសល់ត្រឹមតែ70$កាហ្វេសុខភាព15$ក្នុងមួយប្រអប់ទិញ5ប្រអប់ថែមជូន1ប្រអប់តែបៃតងសុខភាព15$ក្នុងមួយប្រអប់ទិញ5ថែមជូន1ប្រអប់ផលិតដោយលោកគ្រូអសុទ្ធបុរាណចំនួនទី8 ដែលមិនចាំមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របុរាណប្រសួងសុខាភិបាលមានការអនុញ្ញាតបើកអគារលោកអសុទ្ធបុរាណត្រឹមត្រូវនិងសិបសពផ្សាយតាមច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ឧបត្ថម្ភធំដោយលោកគ្រូអសុទ្ធបុរាណស៊ូសេងហួរមានលោកអសុទ្ធបុរាណនិងអាហារបំពន់គ្រប់ប្រភេទអសុទ្ធបុរាណ5ទ្វីបមេញហេងមួយរយគុណសំពីវត្ថុធាតុដើមមួយពាន់មុខព្យាបាលស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនខ្សោយផ្លូវភេទអត់កូនទឹកនោមផ្អែមលឺឈាម ឈឺសន្លាក់ដៃជើងមហារីគ្រប់ប្រភេទជួយឲ្យអាយុវែងរឹងមាំមិនងាយឈឺសាច់ចាំក្មេងជើងវ័យនិងជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទទៀតមិនឈឺក៏ប្រើបានដើម្បីការពារទុកមុនសហការឧបត្ថម្ភដោយផលិតផលថ្មីផលិតផលថ្មីទើបមកដល់ថ្មីស្រឡាងរួមមានគឺឱសថបុរាណចិនឱសថបុរាណខ្មែរឱសថបុរាណពិភពលោកផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើម 5 ទ្វីបមានទាំងប្រភេទ5ស្រាស្ងោហូបសូន្យជាគ្រាប់ធម្មជាតិសុទ្ធ100%ឱសថបុរាណចិនស្រែស្របតាមក្បួនតម្រាអាយុវែងនៃរាជវង្សចិននិងរូបមន្តឱសថបុរាណខ្មែរសម័យអង្គរពិតជាអស្ចារ្យឱសថបុរាណទឹកមេញហេងឆ្ងាញ់ពិសាជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺទូទៅផ្គុំដោយឱសថបុរាណចិនខ្មែរបូករួម 5ទ្វីបបញ្ចូលគ្នាធ្វើឲ្យអាយុវែងថែមទៀតផងព័ត៌មានលម្អិតហតឡាញ បម្រើប្រជាជន 24 ម៉ោងលើ 24 ម៉ោង 088 25 51 095 និង 086 កា៉េ 2 57 095 និង 086 កា៉េ 3 26 ចូលទៅក្នុងប្រអប់សួយរបស់ YouTube និងវីពីថាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀតចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
Nên khi ông cứ chơi đầm nàng chai chai đọc bó lực rùa ở sọ bà ràng xua xinh hú, đà miên lụa chì mùi nâng ở sọ bà ràng nâng à hà bóng bón cổ bà phết. Đà miên tí tăng sẽ thật nâu tì rùm khai xìm riệp. Xâm rạp bóng bó này chong tẹt tông xung phô mềm bà thái, xông tẹt tông một găng lê tù sáp. Xôn ca ủng bớt, kê bún phùm bún xôn bún, xôn hậu ủng bún kê bì ca mũi. Xôn ca pram kê bì ca mũi. Nên khi ông đầm nàng chai chai ở sọ bà ràng lực rùm xua xinh hú, miên lụa hà bóng bón nâng ở sọ bà ràng cổ bà phết, miên tí tăng nơi khung tró, khung bà lắng. Các bạn nhóm chia đầm nắng trái trái thống bò lục rùa sọt bà rán xú xinh hù. Mình lùa sọt bà rán nâng ở hàm bốn cực mộc xa khá, cọng xuống khách tà bông mộng. Tí táng thật nơi tôn mộc xa xuống. Chị đẹp xua nên các nhóm thịt đè. Chia xa khá được bò lục rùa sọt bà rán xú xinh hù. Đại miền lùa ở sọt bà rán nâng ở hàm bốn cực bộ phẹt. Đại miền tí táng thật nơi tê lệ chất sọt bà mùi xí. Lời xam sập rồi mùi xô nỉ, xong cặp tất thuế, khám sản sập, riêng thị ní, phân ông bình.